Ok nhá, xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của em. Các bác ơi, hôm nay em đi giao hàng cho một chị gái rất là xinh đẹp này các bác này. Đấy. Đây nhà chị đây. Thì là hàng hôm nay thì mới chỉ giao được cái thiết bị vệ sinh thôi, còn cái tủ bếp, còn cái đây em xin lỗi, còn cái thiết bị nhà bếp hút mùi bếp từ thì em chưa giao được. Đó. Đây, chị có thể chào khán giả chút được không? Chào tất cả mọi người nhá. Đấy, thì hôm qua chị cũng ra chị lựa chọn với cả sắm được rất là nhiều đồ của bên em nhá. Thế bây giờ em sẽ hạ hàng xuống và để cho chị chủ nhà check hàng, kiểm tra hàng các bác nhá. Đó, để xem cái cảm nhận của chị về thì sản phẩm nó như thế nào nhá các bác nhá. Ok, em hạ hàng đã. Ok các bác nhá. Đấy, vừa em Hiệu cũng đã hạ hàng xuống đây hết rồi. Tức là về cũng bàn giao cho chị chủ nhà rất là xinh đẹp ở đây rồi. Đấy, thế thì bây giờ ấy em Hiệu cùng chị chủ nhà nhá sẽ bóc một số sản phẩm ra để xem kiểm tra xem cái chất lượng của nó so với cả khi mà chị ra cửa hàng và cái sản phẩm ở đây em hiểu đến mang đến thì nó như thế nào nhé các bác nhá. Đó, đây là cái vòi này, đây là cái vòi vòi chậu này, cái vòi chậu này đấy, chị phải bóc từ cái vòi chậu ra xem nhé. Chị đã nhìn thấy cái chậu của nhà mình chưa? Mình đã nhìn thấy rồi đấy. À, đâu, nhìn hôm các bạn mặt bàn đá ấy. Đây là cái siphon của nó này. Đây là cái siphon là để mình xả nước xuống này. Đấy. Đây, cái quan trọng nhất là cái vòi này. Quan trọng nhất là cái vòi này. Cái vòi này là vòi hàng hãng này. Đó. Chị thấy sao? Cảm nhận. Cái lớp men của nó thế nào? Ổn không? Lớp men nó nhỉ? Đây. Nhìn phê nhỉ? Hàng hãng mà. Đấy. Đó, bây giờ là... LS2012. Đây. Chị có thể là chị bóc thêm những cái phụ kiện này này. Đây các bác nhá. Em Hiệu cũng quảng cáo một số cái phụ kiện này này. Nó là cái bắt phan dàn đa lăng này. Với cả cái kệ tóc 2 tầng này. Quá tuyệt vời luôn, chị này trẻ nhưng mà rất là giỏi và thành công nha các bác nhá. Đó, các bác biết không, một điều là rất là đặc biệt luôn là trẻ và thành công như thế này nhưng mà còn chưa được gia đình các bác nhá. Đấy, các bác nào hãy xem được cái video này mà có muốn lên Lào Cai thì em sẽ gọi là liên hệ trực tiếp cho nhá. Đấy, rất là giỏi luôn, chị rất giỏi luôn. Chưa lập gia đình mà trong khi đó đã có một cái cơ ngơi rất là đẹp như này. Đấy, các bác thấy không, nhà 3 tầng rưỡi. Đây là cái bộ cái bắt khăn dàn đa lăng. Đấy, chị bỏ hẳn ra. Xong là cái kiểu của nó là như thế này. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, chị đã biết là nó đây, chị gập cái này xuống. Đấy. Có nghĩa là chị vừa sử dụng được móc này. Chị vừa sử dụng được cái bắt khăn này. Mà chị đặt được đồ lên trên này. Đó. Rất hay luôn. Bên nào gọi? Đây gọi là phụ kiện phòng tắm các bác nhá. Đấy, đây còn sân cây này. Sân cây này là em Hiệu bán rất chạy cái mẫu sân cây này các bác nhá. Rất chạy cái mẫu sân cây này. Đây, bây giờ em bóc ra để cho chị chủ nhà cảm nhận được nhá. Đây. Đây là không, đây. Cái này liệu đến mâm chị thử cảm nhận xem nào, chị cầm chị cảm nhận xem nào. Dạ man không? Phải không? Cái này không phải cân. Mấy? Chỗ này nó phải bằng 1/3 trọng lượng của chị đấy. Đấy. Lặng đúng không chị? Màu rất là đẹp. Cái này nhá. Rất là đẹp. Cái này dễ dùng cực kỳ nhá chị này. Đây là có chế độ ghi rất là rõ. Đúng rồi, chính xác. Đây là bát to này. Đây là bát sen nhỏ này. Đây là vòi xuống này. Vòi xuống này. Ok. Có nhiều trường hợp có sản phẩm này nó không có cái vòi xuống ấy, nó rất là bất tiện. Đó. Cái này có cả ba luôn. Dạ. Cái này có cả ba luôn đúng không? Vâng. Đúng rồi. Chắc nhỉ, cầm lặng.
Đấy. Ok các bác nhá. Đấy là một số cái phụ kiện mà sơ sơ mà em Hiệu cấp cho chị gái xinh đẹp ở đây. Đấy, bác nào có cái nhu cầu gì thì xin mời này gọi là để lại cái bình luận bên dưới hoặc là liên lạc với em Hiệu nhá. Số điện thoại của em Hiệu đã để ở mô tả bên dưới các bác nhá. Ok, các bác nào thấy hay thì hãy chia sẻ cho em Hiệu một chia sẻ các bác nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại cho các bạn.